lòng chân mưa nó ngon trắng rét biểu chân mày ai mà sang mà sang cần nó ông nơ bàn mương ai cũng đi chờ chân trải trong vỉa nhìn trang hơn giáo mấy nòng mà má em khăn nhìn bên sao ai à nhà lưng nón ai nỡ nhà lưng con cũng chưa ai nỡ bình bao sao giam cằn lại tua chỉ lấy nó ngà
tổ chức sự kiện ngày hôm nay. Và bây giờ cũng như là Quang Minh cũng đã đồng hành cùng với Lò Văn Toàn, nhà nhiếp ảnh gia, nhà camera của team ngày hôm nay. Tôi xin được thay mặt cho hai bên gia đình xin được đổi lời cho cô dâu và chú rể, xin trọng kính mời toàn thể quý vị khách quý, khách xa cho đến khách gần, mời anh mời chị lại đây cùng ngồi, ngồi đây để ngắm để trông. Bên trên là một tấm thép nhiều màu, niềm trông của đôi lứa yêu nhau, lắng cảnh nhiều màu cùng lắm cảnh niềm vui từ đất Việt Nam đã theo chân đời bạn trẻ bay sang đất Hàn, niềm vui cô bác họ hàng cũng đã đưa tình cảm dâng tràn về đây, niềm vui từ khắp đó đây cũng đã chen chân quý vị trở về với hội trường tiệc cưới của rất nhiều nhà trai ngày hôm nay. Dạ vâng, kính thưa tất cả quý vị, sau một năm mong mỏi và chờ đợi thì giờ đây cặp đôi cùng cô dâu xinh đẹp Thu Lê và chú rể Thảo Kiền Phan Xuân của chúng ta đã đủ năm đủ tháng đủ ngày đủ cơm đủ gạo để trở về đây làm quen một nhà. Với sự hiện diện long trọng của toàn thể chúng ta đã trở về đây với một cách thân tình và trang trọng nhất, chúng tôi xin được trân trọng kính mời quý vị chúng ta hãy cùng nắng lại ít phút để chúng ta cùng đặt những ly uống, những chén rượu của mình xuống trên bàn và hướng tầm mắt của mình về với cánh cổng hạnh phúc của gia đình để chúng ta cùng chào đón hai con mặt sáng người nhất, đó chính là hai chủ nhân của Tấm Thục Hồng. Xin được trân trọng giới thiệu và kính mời về với trung tâm sân khấu hai con mặt chủ nhân của Tấm Thục Hồng, cô dâu xinh đẹp Thu Lê sẽ đặt tay trong tay cùng với chú rể Thảo Hiền Văn Xuôi. Xin được trân trọng kính mời hai em chúng ta hãy cùng nắm chặt tay nhau, dắt nhau trở về với trung tâm sân khấu chính để sẽ bắt diện kiến của toàn thể quý vị. Xin được trân trọng kính mời hai em. Không kể đến công hiến sinh thành, công ơn dưỡng dục của các bố các mẹ đã trở về đây sẽ cùng lên trung tâm sân khấu với các đoàn của họ nhà gái, chúng tôi xin được trân trọng kính mời ông bố Toàn Văn Minh và mẹ Lò Thị Hoàn, đó chính là thân sinh phụ mẫu của cô dâu. Xin được trân trọng kính mời hai bác chúng ta sẽ cùng bước tiến về với trung tâm sân khấu của gia đình để ra mắt diện kiến của hai con. Xin được trân trọng kính mời. Sau vòng về phía phái đoàn họ nhà trai, ban tổ chức xin trân trọng tuyên bố, xin trân trọng kính mời bố là Tòng Văn Liên và mẹ là Tòng Thị Hồng. Xin chào kính mời họ nhà gái sẽ không là từ phía bên tay phải của cô dâu. Xin mời đại diện của nhà trai sẽ được kế bên tay trái của chú rể ngày hôm nay. Xin chào kính mời hai bên gia đình. Dạ vâng, kính thưa tất cả quý vị, chắc có lẽ rằng cách đây 20 năm về trước, với hình ảnh của cô dâu và chú rể Thu Lê và Văn Xuôi ấm riêng, dạ vâng, và đã hiện diện trên trung tâm sân khấu này đây, đó chính là một đại gia đình tình vô cùng vô cùng hạnh phúc, một đại gia đình vô cùng yêu thương của chúng tôi. Và cô dâu xinh đẹp Thu Lê và chú rể Thảo Nguyệt Văn Xuôi đã đứng trên trung tâm sân khấu để quý vị chúng ta cùng chiêm ngưỡng. Và để rồi chúng ta hãy cùng nở nụ cười thật tươi lên đại gia đình chúng ta ơi, hãy cùng lời chào thay cho cao văn mông cố, và chúng ta hãy cùng cúi một video để thay cho lời cảm tạ cảm ơn đầu tiên đến toàn thể hội viên chúng ta. Xin mời. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị trân trọng và kính mến, đang hiện diện trên khuôn mặt của đại gia đình ngày hôm nay là điều vui, niềm hạnh phúc và niềm vui đó cả đời tiền thôi khi được chứng kiến toàn thể quý vị từ khắp mọi nơi được trở về đây để cầu chúc một tràng năm hạnh phúc cho đôi bạn trẻ. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị trân trọng và kính mến, còn đối phần là yêu nhau thì mấy đối phương trèo, mấy sức có lời mà mấy thiểu anh cũng qua, yêu thương chẳng quản ngại đường xa, không đi xe buýt thì ra ga thật đi tàu, yêu nhau không phân biệt giàu nghèo để cho tình đẹp muôn màu sắc hoa, và khi yêu nhau thì hai trái tim hòa chung cùng một nhịp đập. Và kể từ giây phút này đây, chú rể Văn Xuôi, cô dâu Thu Lê sẽ cùng chung cha chung mẹ chung bà chung ông, bắt ngày chung việc ngoài đồng, buổi tối chung chiều chung phòng chung ban, chung luôn lời thở tiếng than, chung con đường nhỏ về nhà, chung cha chung mẹ chung bà chung ông, và tình yêu đôi bạn trẻ thì đẹp như áng mây hồng, đẹp như cái ánh đèn lồng sánh đôi. Hôm nay nhận được sự vun đắp của hai bên gia đình, những đường thương đồng tình của chính quyền địa phương nhân sở tại của xã Phổng Lộc, và đặc biệt là người quyết định hôn nhân và gia đình của quốc hội và xã hội chủ nghĩa Việt Nam hôm nay vào đúng hồi 11:30 thứ ngày 5/3/2024 tức ngày 25/1/Giáp Thìn. Để sau này tại thư gia khán phòng tiệc cưới của họ nhà trai chúng tôi hôm nay tại bản Ta Chú xã Phổng Lộc, không để quý vị chúng ta phải đợi chờ thêm một giây phút nào nữa, nguyễn như ơi, chúng ta cùng đồng thanh để tuyên bố lễ thành hôn của đôi bạn trẻ Thu Lê và chú rể Thảo Kiền Văn Xuôi. Cô Hồng sẽ thắm đượm từ đây lên trao chân mới của cặp đôi hương cô dâu xinh đẹp Thu Lê và chú rể Thảo Kiền Văn Xuôi. Xin phép chính thức được bắt đầu. Đúng là một năm thì bắt đầu
trong từng mùa xuân và tình yêu thì bắt đầu. Ản dù ta bàn buồn qua sờ lại tàn ả tàn trước phố sạt tàn nay. Sở mi con phải thế đẹp vào ở tương lai và mềm tình đồng. Ở sau một phố sáng không có mi lục trai, tàn hay có mi lục nhưng trần sông thổ bó khai. Cho trần sông thổ bó khẩu, lục vụ tích cho giật kèn sao. Lục vụ chắc chắc tham biển bà ốt sau đi vào sở hồng tờ gợi ý bàn sai lê. Chưa lúc được còn lại bàn nằm, hai bàn sở đồng hai ba sở có ba. Báo trừ hồng hoặc quang châu, báo trừ hồng vào đông canh. Báo trưởng chưa mất lăng, bắt chưa xài mất kiều. Hàn thả ồn tạc thả quảng nên không vào thể quảng tướng. Sở đồ chất là bò gần nặng viền muông. Sợ gần bồ viền bản tàn đi hờ cuồng trương. Buồn hộp lèn nét nổ mỏng, theo chốc vị đồng quyền thiều có mấy nước trầm trần. Nhiều bộ nhiều trầm tà, nhiều trà nhiều khẩu mốc. Lấy quang chu trở gần cất xù ao. Lấy quang bảo khách xào trở cất xù em hà ai. Phủ biển ải biển em, biển phò biển mê, biển cú biển xa, biển tạp biển nay. Có ủng dân sầu ở dư lưu tế hoa tế xuân. Có mất mình đi chung gần tánh phẳng đồng ở xa mất đi với lệ biển đảo phường hồng hiêu. Chắc là hiện tục nạn nó ta thương lại vào mẹ phía đòi em dù bà tài lắm hơn nữa. Áo cắn mắt đằng bầu xong mời tưởng công chơn lùi làn bình đi. Xong rồi xong đàn sao lại tàn nạ tàn tà chuyên phố giờ tàn nay. Sao lại phá quá ca mở nó tương lại vào mẹ phía đồng. Sáng chúc gặp phụ dệt về bạn nhiều tướng trời ban. Phụ dệt về vơi nhiều tướng trời hồ. Phụ về cả tướng mà bàn khóng. Phụ vô nòng vô nát tướng mà thầy mô. Phụ lên một tổng hành nhớ xương ban. Phụ lên một làn hợp vào phát hình hồ. Sáng chúc là tách lại vào mẹ phía nồng hơ. Phụ có lại giữ đi sức đồng hiểm. Giữ xuyển cánh tả viên vô tiền xuân hợp phó. Phải xe này nhắc chung, phải xe đồ nhắc cầm. Hào hôn màn giữ tầng xa mẹ nắp phía nồng nơ. Và bao giờ là những câu phát biểu thay cho sự ủy quyền của hai bên gia đình là bằng tiếng Thái. Mặc dù câu phát biểu không ngắn không dài nhưng trọn vẹn nghĩa tình của đôi bên không xa. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn với sự hiện diện của quý vị chúng ta đã trở về đây. Và để có những giây phút thật sự tròn thiện cho hai con yêu cũng như là hai bên gia đình, thì những người làm cha làm mẹ cô dì chú tím hôm nay cậu mợ đã trở về để cùng chung tay cánh hiền hồng cùng với đôi bạn trẻ cô giáo xinh đẹp Thu Lệ và chú rể Thảo Hiền bao giờ chúng ta để còn những món quà vô cùng ấm áp của yêu thương này, gia đình chú Nguyên Tỉnh đã chuẩn bị cho mình những món quà vô cùng ý nghĩa và tuyệt vời để cùng trở về chung vui, để cho gửi niềm yêu thương trọn vẹn đầy cho hai cháu. Xin được trân trọng kính mời gia đình chú Nguyên Tỉnh sẽ lên sân khấu để trao gửi tình cảm ấm áp của mình cho hai cháu yêu. Và gia đình thứ hai đó chính là gia đình anh Sun Kim cũng sẽ trở về cùng với hai em yêu trong ngày sự kiện lễ đính hôn của hai em trong buổi hôm nay, trao gửi những tình cảm thật là quý báu của mình. Xin được trân trọng kính mời gia đình chú Nguyên Tỉnh và anh Sun Kim. Dù một người đại gia đình hạnh phúc đại gia đình người sẽ có những món quà, nhiều món quà để sự yêu thương. Và chúng tôi xin chào kính mời món quà đến từ gia đình chú Nguyên Tỉnh và món quà đến từ gia đình anh Sun Kim. Và xin mời món quà đến từ gia đình anh Lương Sinh Bản Như và vợ chồng anh cả sẽ cùng trở về sân khấu ngày hôm nay để cùng gửi tới hai em ngày hôm nay. Để thiết xây dựng cuộc đời nhiều món quà, nhiều món quà đầy sự yêu thương. Xin trân trọng kính mời. Đặc biệt là món quà thứ 6 là vật sự đại diện của bên họ nhà ngoài sẽ có một món quà rất ấm áp và yêu thương, một cái tình cảm rất quý báu. Và chúng tôi xin được trân trọng kính mời về với trung tâm sân khấu gia đình chú Nguyên Tỉnh, gia đình anh Sun Kim, gia đình anh Lâm Sinh Bạc Liêu và vợ chồng anh cả, gia đình bên họ nhà ngoại. Chúng ta sẽ tiếp cận cùng với đôi bạn trẻ để chúng ta cùng trao gửi tình cảm ấm áp yêu thương của mình cho hai cháu yêu của mình. Xin được trân trọng kính mời đại gia đình chúng ta. Dù vâng kính thưa tất cả quý vị trân trọng và kính mến. Và ngày xưa thì pháo nổ vang chơi, ngày nay thì phải có đôi lời dặn dò hai con. Xin con tìm một gái một trai, nơi giờ còn tốt để cho ông bà bố mẹ đều vui. Món quà nhớ món quà đầy sự yêu thương mà bố mẹ dành dụng bấy lâu nay để cho hai đứa đi xây dựng cuộc đời là món quà được mọi bố mẹ đã dành dụng để cùng gửi gắm đến hai con. Ngày hôm nay kính chúc cho hai con yêu nhau đến lúc đầu bạc răng long. Và xin thầy cảm ơn món quà đến từ bố mẹ của cô dâu. Xin cảm ơn món quà rất nhiều. Chúc mừng tình ảnh của mẹ bên nào hợp sườn. Mà đi phủ bên phú, bên xa, bên ao, bên à, bên nào hôm nay. Còn mấy chừng lạnh sẽ hướng mất bên sống vòng cùng khá là được với nóng lệ của đánh mưa là sao. Hay đi phủ bên ải, bên êm, bên phú, bên xa, bên ta, bên ai. Còn mắt được trung tâm sân khấu, chúc khỏi sống hơn phương ải phương êm. Chỉ là trao gửi món quà khẩu sung hơ, dành dùng hờ sung mùa hơ. Hay đi giật, tăng nào hở đồi phùa mưa, con xuôi cánh vào thu lệ. Các bạn có mẹ thì nào hô cánh vào phương ải phương em ảo ả bản đông bàn thù bố xuân mít trường này sánh hướng bước vầy trong bộ cuộc khá hợp dòng tuần đồng mà đề hoặc từ lớp chơi hảo hẳn thân này dây chỉ phát đàn mất ảm ảm nhờ dù đi sẵn được nhờ dù sẽ sẵn là bên trong biển sẵn được đó tôi đã có sức mạng sẵn là khác vượt tầm này. Dù vâng xúc mình của các bạn sẽ cùng tiếp cận sân khấu đi ạ. Một lần nữa xin phải cảm ơn món quà đến từ gia đình chú Nguyên Tỉnh và cảm ơn món quà đến từ gia đình Sun Kim, cảm ơn món quà đến từ gia đình Lương Sinh Bản Như gia đình vợ chồng anh cả và cảm ơn món quà bố mẹ ngoại ngày hôm nay. Xin chào tất cả.
trông hở và không hề ung im lên chưa xiềng sờ thì chỉ phải đạt hơn hạ mạng hơn hồn không nghĩ con mẹ hơn mà tỏ tình mới tốt nước cờ còn vậy cho toàn hở chúng con sức khỏe để con mẹ đấy cơ quan có thể phía đầu nghĩa này sự vật kỹ thuật được điều như đây những món quà của chúng để có sâu đáng tuyệt vời nhưng hiện tại những tình cảm ấm áp và yêu thương của gia đình chúng ta hai bên gia đình đã xa gửi tình cảm yêu thương đó có thể gần như giây phút được gặp về trong hai em trong buổi hôm nay xin được trân trọng kính mời chúng để chúng ta chúng ta chúng ta cười cho bố mẹ nắm lấy giây phút đó hoa tươi thắm của mình và em sẽ nắm chặt tay nhau cuốn bước trở về phía bên thắp lên tình yêu bên kia đó chính là một ngôi nhà nho nhỏ của ngôi nhà hạnh phúc trong tương lai mà hai em sẽ cùng minh chứng điều này và thắp lên tình yêu này xin được trân trọng kính mời hai em sẽ nhân trái tim của mình được nhiều mong mời sẽ thắp lên tình yêu của chúng tôi xin được trân trọng kính mời em dù vâng vâng chúc mừng chiều léo của mình có thể lấy được một cô vợ xinh đẹp ngày hôm nay thì rất là chân thành sẽ cùng khui ra chai rượu trong phanh đầu tiên tình yêu của mình xin lọc kẹp mời vâng xin mời chúng ta cùng bóc tên chai rượu đi ạ té cần phải bóc cá phao cần phải bóc tem má phao quá cần phải bóc tem chai đầu nữa vâng xin mời chúng ta cùng bóc nỏ sắp chai rượu cần cùng và khui ra chai rượu trong phanh tình yêu rót ra những giọt rượu rượu nhớ trở tình ngày hôm nay vâng chúng ta cùng chuẩn bị rượu nồng chưa sức sảy của tình yêu những đằng rượu của chú rể thảo huyền văn rơi và do cô lệ sẽ xếp vào chiếc khăn lệ tình yêu để quý thức của mọi người mất tiền cũng yêu cho tình yêu và một vạn tiền thương hiệu trong tin đời sống mai sau xin được trân trọng kính mời hai bạn chúng ta sẽ khơi tay khác ở phía bên ngoài ra đi ạ và theo trường rất đẹp bạn sẽ chia kim mừng vừa chú rể ơi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.